Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm qua ngồi chiến hết 1700 cái mover ạ. Thì mình đã đi đến cái khúc chuẩn bị lấy được con rồng Titan rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ vào lấy cái quả trứng Titan cho các bạn ha. Và bên cạnh đó thì mình đi mình lấy được những cái vật phẩm Black Magic Spell các bạn ạ. Thì mình mở ra mấy cái chest á thì toàn là đồ đồ thường thôi các bạn, chưa có con rồng nào hết, chỉ có game job co-op với là trái cây thôi các bạn, không ra gì ngon. Ở trong cái sự kiện đó thì mình chơi được ôi đang đang bán con đắc Titan kìa các bạn. Ở trong cái sự kiện đó mình chơi được cái gì ta, chơi được để mình nhớ thôi, chơi được con hai con mythical các bạn, đó là con Trihorn trong cái rương sinh nhật lần thứ 8, và con Imperial Diamond trong cái rương gì ta, Imperial Diamond trong cái rương, để mình nhớ lại các bạn ạ, trong cái rương Mythical Ages đấy, hai con đấy. Rồi giờ mình sẽ đi lấy chuối nữa nè, lấy chuối và kè đó là sẽ hoàn thành được phần què của lớp này. Rồi có vẻ như kè chuối nó không chịu xuống rồi. Rồi ba chuối, rồi rương chấm hỏi trái cây các bạn, 76.000 trái cây. Rồi ba chuối và sắp qua màn rồi. Ủa, chưa qua nữa. Rồi còn tới 9 cái nữa mà, 9 cái sắp lấy được rồi nha. Đây. Chỗ đây sao ta? Rồi. Rồi cái năm luôn các bạn, đẹp. Ok, đã lấy được Mythic Cô ấy ngầm Titan ai chết rồi, ngon các bạn ơi, được con Titan mà mình chưa có rồi, cuối cùng ra được con Titan ngon rồi, Light Titan các bạn ạ. Đây là một con rồng Titan mà mình chưa sở hữu các bạn, và thì nó sẽ là con Titan mới nhất của mình con Titan mới nhất của mình. Và vậy thì có con Light Titan rồi, thì hiện tại trong các loại rồng Titan thì mình chỉ thiếu mỗi con đắc Titan thôi mà, đắc Titan này đang bán đắc Titan này các bạn ạ, nhưng mà mình không mua đâu rồi Black Magic Spell thì mình đạt được là 179 rồi các bạn ạ, mở bao nhiêu hồn vẫn không ra đồ gì ngon cả. Rồi ở đây thì mình sẽ review con Heaven Dragon nha, nó có thể bua. Nó có thể bua đúng không? Cho nó vào đá bua này đây. Bua này chưa có con nào các bạn. Rồi, Heaven Dragon. Ok. Rồi, con rồng này thì mình mở trong mấy cái rương live chat đó các bạn. Mở ra được. À, để làm nhiệm vụ luôn. Vừa tranh vừa làm nhiệm vụ luôn các bạn ạ. Rồi, 300 ngàn vàng. Rồi, 300 ngàn vàng và thu được thêm 100 ngàn trái cây. Đấy, bây giờ cho ăn luôn ha. Heaven, cho nó ăn lên level 25 các bạn. Con này thì sau này mình có thể cho lên level 35. Tại vì mình có trứng của nó, mình có thể đem nó đi recon. Con này hồi mới ra nó khá là đẹp các bạn ạ. Nó có mấy con gì này, mấy con ong đúng không? Mấy ông bay xung quanh, con này nó khá là phù hợp với tự nhiên các bạn. Đấy. À xem, có mấy con ong ong bay xung quanh khá là đẹp. Rồi, bộ hệ con này thì hệ của nó là hệ ánh sáng đầu các bạn ạ, nên là nó sợ hai hệ là hệ lá và hệ bóng tối. Nó có thể click được hệ bóng tối, điện, bóng tối, điện. À, bóng tối, điện, legend, ánh sáng, nước, lửa và chiến binh.
bốn hệ, crit được 7 hệ khác nhau và sợ 2 hệ các bạn ạ. Nên là bộ hệ con này mình chấm nó là 9 điểm, khá là ngon các bạn. Này là mình đặt tên nó là thiên nhiên nha. Rồi, ok. Đấy. Rồi, thiên nhiên các bạn, khá đẹp. Rồi. Đấy, thấy nó bay đẹp chưa? Rồi mình sẽ đi cho nó đi combat ha. Ở đây chúng ta sẽ ôi còn cái quest chưa đánh các bạn ơi. Rồi tính ra hôm bao giờ mình quên quên cái quest này ấy. Quest này ráng đánh để lấy thêm được mover cũng như là lấy thêm được cái Black Magic Spell 5 5 vật phẩm. Rồi chuẩn tinh lên B B trừ rồi các bạn. Hai sao của mình đấy. Rồi chúng ta sẽ đem con thiên nhiên đi test nha. Rồi con Heaven Dragon đi xem thử nó đánh như thế nào. Rồi cho nó chơi skill Bua Energy nha các bạn. Bua Energy là mạnh nhất nè. Rồi nó bắn nước các bạn ạ. À, bắn nước trong cái hốc cây của nó. À, trong cái hốc cây của nó bắn ra nước, bắn ra nước và tạo mưa luôn, storm. Rồi ok, à, xong đã xong chú đấy rồi. Rồi ở đây thì chắc là cái này mình chưa review nha bạn, cái này để dành làm nhiệm vụ ấp trứng cho nhiệm vụ ban, để dành nhiệm vụ ấp trứng cho nhiệm vụ ban các bạn ạ. Ở đây thì mình sẽ up con Light Titan ra trước nha. Đấy, trứng Light Titan này các bạn. À, chào ông Light Titan ra trước đây. Chào đón em nó đến với đội hình của mình đi các bạn ạ. Ở đây mình... Đây, sự kiện trước đây mình lấy được con Mythical là con Trihorn. Đây, Trihorn. Đấy, lấy được một quả Trihorn các bạn ạ. Và một quả Imber. Đây, Imber Diamond. Được con đấy là chưa có. Còn Trihorn thì recon ra, nâng sao lên. Đấy, khá là ngon. Rồi, ok. Và ở đây sự kiện thì mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nha các bạn. Và với số mình làm và mình ráng lấy cái quả quả Heritage Ajax cũng như là lấy đến cái chỗ này, lấy đến hai cái vật phẩm này nữa thì mình có thể nâng được con rồng con hai con rồng Legend và Mythical này lên 2 sao nha các bạn. Đấy là ráng sự kiện là tới đây là dừng. Đấy. Rồi ok. Rồi ok các bạn ơi, và mình chuẩn bị lấy được quả trứng Heritage Ajax luôn rồi các bạn ạ. Sẵn quay video luôn. Rồi, chỉ thiếu 3 nước thôi các bạn. Ok, đã lấy được quả trứng Heritage Ajax. Xem được con gì đây. Ồ, con hai Phalanx các bạn ạ. Vậy thì là thêm được một con rồng Heritage mới vào đội hình. Rồi, ổn các bạn ạ. Chỉ cần mới là được. Còn những con mình chưa có là ổn hết các bạn. Rồi, cái này mình ráng chơi thêm một vài bước nữa nha. Rồi, là cái năm đẻ chưa kìa. Đấy. À, vâng mình tìm cách ăn thêm vài cái năm để lấy thêm 5 cái Black Magic Chest các bạn ạ. Black Magic Chest thì mình có thể ra đổi được một cái rương à, cùng các bạn đổi cái rương cho nó vui. Rồi có vẻ như mình hết nhìn thấy nước năm rồi các bạn ạ. Và chuối với kè ăn hết luôn rồi. Anh giờ chuối kè nó ra ra ít quá. Đây lá năm nữa nè. Rồi tính ra mạng này nhiều cái năm ghê các bạn. Đấy. À... Hết rồi. Rồi vậy là hết hết tạo được nước năm rồi các bạn ạ. Ok. Ăn chuối cái nha. Rồi qua ăn kè tiếp. Ăn kè.
À, mấy cái năm là chỉ làm nhiệm vụ đó thôi các bạn ạ. Mình để dành toàn để ăn chuối với kè thôi. Không, kiếm được cái năm thì để dành lại. Rồi, một phe đi vào lòng đất rồi. Ôi, không không mình chơi cái skill ngang cái chi ta. Mất lần hai cái năm luôn các bạn ạ. À. Ôi, tiếc thế. Cái năm hai cái. À, mất một lần hai cái luôn một lúc. Cay cay quá các bạn ơi. Rồi, ok. À, đổi rương nào. Octo chest. Rồi, được thêm 20 game các bạn ạ. À. À, 20 game ha. À. Trong vòng 3 rương tiếp theo thì như mình xem cái dự báo là ra được phần quà vẫn là cú bắp các bạn ạ. Được một lần trái cây và hai lần 10 job corp heroic. À, là giờ phải chờ thôi các bạn. Đấy, sự kiện này là coi như mình cày sắp xong rồi các bạn. Chuẩn bị lấy thêm gì ta? Chuẩn bị lấy thêm cái cái gì để mình nhớ xem. 120 ốp của con Rimangus và 120 ốp của con Elixir nữa là sẽ xong các bạn, là sẽ nâng được hang đá 2 sao là dừng. Đây, summon nè. Để mình kéo xuống nha. Natural Magus. À, mình đánh xong 6 với 6 rồi nha các bạn. Hiện tại đang summon con Raging Dragon. Còn đánh nữa thì chắc là mình không đánh các bạn, anh chịu thôi, không đánh. Đâu, nó đâu, đấy, 1 202 con nha các bạn. Con Remingus là 200, con Elixir là 200. Vậy thì lấy thêm một lần nữa thôi là mình sẽ đủ đủ được 2 sao, 320 năng 2 sao các bạn. Rồi và quá trình lấy cái này thì cần thêm bao nhiêu nhờ? Nếu mà 200 nước đi thì tốn tầm mình chơi á, mình chơi thường 70 70 cái bước thì sẽ giải quyết được 102 loại các bạn. À, thì cái này còn tầm 400, mà 400 mà nhân 7 nhân 4 lên là 280, 280 các bạn ạ. Mình cần thêm 280 mover nữa thì sẽ ổn cho cái sự kiện này. Đấy, và tối nay chắc là mình sẽ có được cái đợt thu vàng tiếp theo ấy. Thì mình sẽ vào và thu vàng tiếp các bạn. Thu vàng tiếp và lấy thêm cho đủ luôn. Rồi, vậy thì chắc là tập này mình xin kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. À. Nãy tập này chỉ quay ngắn ngắn chơi sự kiện. Chơi sự kiện chủ yếu là lấy cái là cái gì ta? Chủ yếu là đi lấy cái chiến trong sự kiện này, lấy quả trứng Titan Titan Aegis và Heroic Aegis thôi các bạn. Rồi, qua mang luôn đây. Ok, và video đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn.